Vinh ra vào ngày thứ bảy. Đây là con đường mà bình thường thì xe cộ vẫn đi lại, nhưng mà cũng như là đường Nguyễn Huệ của Sài Gòn và Hồ Gươm ở Hà Nội thì những ngày cuối tuần thì block lại để thành phố đi bộ, và mọi người để là bàn ghế này ngay giữa đường luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến Tokyo Tower, là cái tháp mà rất là cao ở Tokyo. Và thường là mọi người khi đến Tokyo thì cũng đều tham quan cái Tokyo Tower. Ở đây thì có hai loại, một cái đi đến 150m và 250m. Skytree.